Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 9 năm 2020. Thì các bạn đang xem livestream của trường dạy nghề Thanh Xuân số 83 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội. Hiện nay thì rất nhiều các câu hỏi của các bạn trẻ được gửi về trường dạy nghề Thanh Xuân. Thì một trong những thắc mắc mà các bạn đang quan tâm đó chính là phương pháp giảng dạy tại dạy nghề Thanh Xuân như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi tham quan trực tiếp các lớp học để các bạn có thể trực tiếp cảm nhận được và cũng như hiểu rõ được cái phương pháp giảng dạy tại trường dạy nghề Thanh Xuân số 83 Triều Khúc như thế nào các bạn nhé. Các bạn có bất kỳ thắc mắc gì hay là có cái nhu cầu học nghề hay muốn tư vấn học nghề thì bạn có thể để lại là comment trên cái livestream này để bên mình, tư vấn viên bên mình sẽ giải đáp trực tiếp cho các bạn, hoặc các bạn có thể để lại số điện thoại để tư vấn viên bên mình sẽ gọi điện để tư vấn ạ. Chào Duy nhá. Duy ơi, nhận được chứng chỉ rồi đúng không? Đây là lớp nội thất ô tô và thầy Thạnh đang chỉ dẫn các bạn ạ. Tại dạy nghề Thanh Xuân số 83 Triều Khúc thì các bạn học viên sẽ được phân chia học theo từng nhóm và học lý thuyết kết hợp song song với thực hành. Thầy giáo cầm tay chỉ việc cho các bạn và sẽ phân chia từng nhóm như này và chỉ dạy trực tiếp khi thực hành như này ạ. Ok Duy nhá. Bao giờ cưới đấy mà nhớ mời chị nhá. Nhớ mời chị với thầy Thạnh ấy. Đây là một nhóm học nội thất tại dạy nghề Thanh Xuân và các bạn đang học về cái phần gọi là phần trang trí. Đây gọi là phần đánh bóng xe. Thì là thầy giáo sẽ giảng dạy trực tiếp cho các bạn nhìn trước, các bạn hiểu trước, sau đó các bạn sẽ thực hành. Mỗi bạn sẽ có một thực hành riêng. Tiếp theo là các nhóm khác của lớp nghề ô tô nhé. Dạy nghề Thanh Xuân số 83 Triều Khúc thì tuyển sinh liên tục vào tất cả các ngày trong tuần và khai giảng lớp mới vào thứ hai hàng tuần. Các bạn có thể đến tại trực tiếp tại 83 Triều Khúc để làm hồ sơ cũng như tham quan trường lớp và được các bạn tư vấn tuyển sinh ở đây, tư vấn định hướng nghề nghiệp nhé. Đây là khuôn viên trường và là lớp ô tô đấy ạ. Đây là các xe để các bạn học thực hành nhé. Đây là từng nhóm học tại lớp tại khoa ô tô tại trường dạy nghề Thanh Xuân 83 Triều Khúc. Tại dạy nghề Thanh Xuân thì các bạn sẽ học lý thuyết trước, sau đó là khi học thành thạo lý thuyết thì mình sẽ ra học trực tiếp thực hành. Và thực hành ở đây thì các bạn sẽ học thực hành trên mô hình đầu tiên, sau đó thành thạo trên mô hình thì các bạn sẽ học thực hành trên các dòng xe sống nhé. Đây là một nhóm đang thực hành. Em ơi, nhóm mình đang thực hành về phần nào đây? Độ gương à? Nhóm mình là nhóm nội thất à? À, học được bao lâu rồi em? Một tháng rồi. Nhưng học cái phần này được bao lâu rồi? Một tuần rồi đúng không? Em thấy phần này nó có khó hay là dễ? Nhưng mà như chị thấy là, theo chị thấy là như là cái các dây dợ này là rất nhiều dây dợ thì mình có dễ phân biệt không? Đó à? Ok. Theo em thì học ở đây thì mình cần phải nắm vững cái gì trước thì mình mới học thực hành được? Theo em? Lý thuyết trước đúng không? Phải chắc lý thuyết thì mình mới thực hành được đúng không? Tại em thực hành trên mô hình này, sau đó mình mới thực hành trên xe à? Ok, chị cảm ơn em nhé. Nói như các bạn cũng thấy cái sự chia sẻ của bạn học viên tại dạy nghề Thanh Xuân ấy ạ. Các bạn sẽ thực hành học lý thuyết, phải nắm vững được lý thuyết, sau đó thì mình mới học thực hành được. Và khi học thực hành thì mình sẽ học thực hành trên mô hình, sau đó tiếp theo mới thực hành trên các dòng xe sống nhé. Đây cũng là một nhóm học đấy ạ. Chào Điệp. Điệp có thể chia sẻ với các bạn là nhóm mình đang học về phần nào đây? Nói to lên, phần gì? Điện điều hòa. À, nhóm mình học được bao lâu rồi? Một tuần à? Em thấy phần điện điều hòa này nó có dễ không? Thấy phần điện điều hòa này có dễ không? Bình thường à? Như bao người khác à? Học được bao lâu rồi nhở? Em học được bao lâu rồi? Học ở trường bao lâu rồi? Học ở trường này được bao lâu rồi? Tháng 3 à? Thế sắp ra trường, chuẩn bị ra trường chưa? Học được bao nhiêu kiến thức rồi? Khá khá rồi. Cảm thấy là cái phương pháp giảng dạy đây nó có phù hợp với em không? Đó. Rồi, chị cảm ơn nhá. Đây ạ, các bạn có thể theo dõi là các bạn nhóm này thì đang học phần điện điều hòa. Đây là thầy Đáng, giáo viên
chủ nhiệm của khoa điện ô tô, phụ trách trực tiếp về phần điện điều hòa ô tô ạ. Các bạn lưu ý nhé là dạy ngày thanh xuân 83 chiều khúc thì tuyển sinh liên tục vào tất cả các ngày trong tuần và khai giảng lớp mới vào thứ hai hàng tuần. Trường hiện đã và đang đào tạo các ngành nghề như sửa chữa ô tô, sửa chữa xe máy, sửa chữa điện lạnh, sửa chữa điện tử, sửa chữa điện dân dụng, điện nước, điện công nghiệp, v.v. Trong tháng 9 này thì nhà trường đang có chương trình ưu đãi giảm 2 triệu tiền học phí dành cho tất cả các bạn học viên đến nhập học tất cả các khóa học tại dạy ngày thanh xuân 83 chiều khúc các bạn nhé. Đây là một nhóm. Chào em. Nhóm mình đang học phần nào đây em? Nói to lên nào. Chuột cửa à? Đang học lý thuyết hay thực hành đây? Thực hành à? Cảm thấy phần này khó không? Khó. Thế từ những phần em học rồi thì em thấy phần nào khó nhất? Thanh niên, thấy phần nào là khó nhất nào? Chưa biết phần nào khó nhất à? Ôi thật chết à? Phần nào cũng dễ đúng không? Rồi ơi, thế là thanh niên này quá là giỏi đúng không? Đây là một nhóm đang học phần trượt cửa của bên ô tô nhá. Thầy giáo đang giảng dạy ôn lại lý thuyết cho các bạn. Phải các bạn mình lưu ý là để mà học được học nghề được đấy thì các bạn cần phải nắm rõ lý thuyết, sau đó mình mới học thực hành được các bạn ạ. Nếu mà lý thuyết mình không vững thì không thể học thực hành được đâu. Đây là một nhóm về bên máy gầm. Chào thầy Sơn. Thầy Sơn chào các bạn đi. Chào các bạn. Các bạn học viên nhóm mình đang học về phần nào đây ạ? À? Phần phối khí ạ? À? Đây là phần máy hay phần gầm ạ? À? Ok. Học phần này thì các bạn có thấy đơn giản không hay là phức tạp? Hả? Khoai lắm ạ. Đúng rồi. Thì phải có phần dễ, phần khó chứ. Đây là phần bên máy gầm các bạn nhé. Máy gầm thì là sẽ lúc nào cũng chân tay luôn, bám dầu mỡ và sẽ cần nhiều sức khỏe hơn là phần điện ô tô. Phần điện ô tô thì mình cần phải tư duy nhiều hơn là phần máy gầm. Tại dạy nghề thanh xuân thì chỉ cần đủ 14 tuổi trở lên là các bạn có thể học nghề được rồi. Chào Trần Đức An nhé. Em ra trường gần 6 năm rồi à? Hiện nay công việc của Đức An thế nào? Đây cũng là một bên, một nhóm này ạ. Đây là toàn bộ là phần máy gầm hết nhá. Sẽ có từng thầy giáo hướng dẫn một. Chị đặt cách. Đấy, như các bạn cũng vừa nghe đấy ạ, tại lớp học dạy nghề thanh xuân 83 chiều khúc thì khi vào học trong giờ học các bạn nghiêm cấm tuyệt đối về cái việc sử dụng điện thoại nhá. Nếu mà các bạn sử dụng điện thoại chắc chắn là sẽ bị thầy giáo bắt vào. Như vậy là để mà tốt cho việc học của mình thì mình nên tập trung vào cái giờ học nhá. Đây là các bạn học thực hành, còn bên trong sẽ là một trong đây sẽ là một lớp lý thuyết. Đây ạ. Đây là các bạn học lý thuyết ạ. Các bạn học lý thuyết sau có thể là học lý thuyết 1 ngày, 2 ngày, học một bài xong một phần xong thì các bạn sẽ chuyển sang thực hành luôn đấy ạ. Đây là những kỹ thuật viên ô tô tương lai. Những con ong chăm chỉ của dạy nghề thanh xuân. Mình xin nhắc lại là trường 83 dạy ngày thanh xuân 83 chiều khúc thì tuyển sinh liên tục vào tất cả các ngày trong tuần và khai giảng lớp mới vào thứ hai hàng tuần. Nhà trường làm việc từ thứ hai đến chủ nhật, do vậy mà các bạn có thể đến tham quan trường lớp vào cả thứ bảy và chủ nhật các bạn nhé. Đây cũng là một lớp lý thuyết ạ. Đặc biệt là ưu đãi trong tháng 9 này thì trường đang có chương trình ưu đãi là giảm 2 triệu tiền học phí dành cho tất cả các bạn học viên đến đăng ký nhập học tại dạy nghề thanh xuân 83 chiều khúc. Mọi thắc mắc thì các bạn có thể liên hệ vào số hotline là 0961677990 để được tư vấn giải đáp. Hoặc các bạn có thể đến trực tiếp tại số 83 chiều khúc để đăng ký nhập học cũng như làm hồ sơ cũng để được nghe các bạn tư vấn viên để
tư vấn và định hướng nghề nghiệp nhé. Hồ sơ nhập học thì nhà trường đã có mẫu sẵn phát miễn phí theo cái mẫu của Sở Lao động Thương binh và Xã hội rồi. Các bạn học viên chỉ cần chuẩn bị là một chứng minh thư photo 6x3x4, một giấy khám sức khỏe và một sơ yêu lý lịch có xác nhận của địa phương nhé. Đến mà điền theo mẫu hồ sơ của nhà trường là được. Tại dành ngày thanh xuân thì các bạn sẽ được học thực hành chiếm tận đến 80%. Chào các bạn đi, thanh niên. Đây là một nhóm học đây ạ. Các bạn, những thanh niên rất là vui tính đây. Thanh niên trẻ tuổi nhất nhóm. Tại dạy ngành thanh xuân tâm ba chữ khúc thì các bạn học viên sẽ được học thực hành chiếm về 80%. Học lý thuyết chỉ một phần nhỏ thôi. Tuy nhiên lý thuyết cũng là một phần rất quan trọng nên các bạn cần phải nắm vững lý thuyết. Mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan lớp xe máy nhé. Đó là một lớp, đó là phần lớp ô tô tại dạy ngành thanh xuân. Còn bây giờ là sẽ là dẫn tới tham quan lớp xe máy. Một nhóm của lớp xe máy ấy. Đây ạ, đây là nhóm lớp xe máy của trường dạy nghề Thanh Xuân. Các bạn thấy những con ong chăm chỉ của khóa xe máy chưa? Thì qua một vòng tham quan trường dạy nghề Thanh Xuân 83 Trường Khúc thì các bạn cũng có thể hiểu rõ về phương pháp giảng dạy của dạy nghề Thanh Xuân rồi đúng không ạ? Đó là các bạn sẽ được học lý thuyết kết hợp với thực hành, song song với thực hành luôn đấy ạ. Lý thuyết song song với thực hành và trong đó là thực hành chiếm đến 80%. Thầy giáo cầm tay chỉ việc cho các bạn và phân chia học theo từng nhóm một. Tại đây thì các bạn sẽ học thực hành trực tiếp trên các dòng xe sống luôn. Và nhà trường đảm bảo tay nghề sau khi ra trường cho các bạn và cam kết là giới thiệu việc làm tại nội thành Hà Nội với mức lương cực kỳ hấp dẫn sau khi các bạn ra trường nhé. Bên mình thì tuyển sinh liên tục vào tất cả các ngày trong tuần và khai giảng lớp mới vào thứ hai hàng tuần. Các bạn chỉ cần đến làm hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ là mình có thể học ngay được ạ. Học thì lịch học tại dạy nghề Thanh Xuân thì các bạn sẽ học cả ngày từ thứ hai đến thứ sáu, sáng là từ 8 giờ đến 11 rưỡi trưa và chiều là 1 rưỡi đến 5 giờ chiều. Thứ bảy chủ nhật các bạn sẽ được nghỉ nhé. Mọi thắc mắc cũng như là về các câu hỏi về tư vấn học nghề cũng như là thủ tục tuyển sinh thì các bạn có thể liên hệ vào số hotline 0961 677 990 và có thể đến trực tiếp tại dạy nghề Thanh Xuân 83 Trường Khúc để mình tham quan trường lớp cũng như là được tư vấn định hướng nghề nghiệp cụ thể nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các livestream tiếp theo.